Hệ thống giao dịch mới của FPT sẵn sàng chạy từ tháng 7. Đại diện FPT cho biết, dự kiến việc chuyển đổi được thử nghiệm trong 3 cuối tuần của tháng này để từ tháng 7, hệ thống mới sẵn sàng chờ lệnh vận hành từ Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hệ thống có công suất xử lý 3-5 triệu lệnh mỗi ngày, tức cấp ít nhất 3 lần hiện tại và bỏ cơ chế phân bổ cho công ty chứng khoán để tránh nghẽn cục bộ. FPT xây dựng hệ thống với kế hoạch 100 ngày, chia làm 5 giai đoạn gồm khảo sát, phát triển hệ thống, hồ sơ kiểm tra tính đúng đắn, kiểm thử diện hẹp tại 24 công ty chứng khoán hàng đầu và mở ra kiểm thử diện rộng tại 73 thành viên toàn thị trường. FPT được giao vận hành hệ thống này 1 năm trong thời gian chờ Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc KAX hoàn thiện hệ thống mới. Sau thời gian này, FPT vẫn tiếp tục tư vấn để HOSE vận hành hệ thống mới trơn tru, không bị lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài.